xin kính chào các anh chị phòng nhân sự. Lời đầu tiên em xin tự giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thư sơ 129266. Hiện tại em đang làm việc tại siêu thị 1384 Vĩnh Tân thuộc khu vực AM Tân Anh với vị trí trợ lý bách hóa xanh. Ngày hôm nay em thực sự vui mừng và hào hứng khi được điền tên mình vào kỳ thi thăng cấp quản lý siêu thị sau hơn 2 năm gắn bó cùng ngôi nhà chung mùa đất G. Gắn bó với công ty 2 năm, thực sự em đã trải qua một chặng đường tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Ở đây em được làm việc, được cống hiến hết mình cho công việc mà mình yêu thích. Không thấy nữa, em được làm việc với một người AM mẫu mực cùng các anh chị quản lý siêu thị và các bạn nhân viên trong một môi trường làm việc cực kỳ tốt. Đó cũng chính là lý do mà em gắn bó và phát triển cùng công ty trong một chặng đường lâu như vậy. Cùng em điểm lại chặng đường đại dịch Covid-19 đi qua, trong em lại không khỏi những cảm giác bâng khuâng và bồi hồi khi bản thân từng không ngại khó khăn, không ngại bệnh dịch để xông pha vào công việc, cống hiến hết mình cho công việc trong thời gian dịch bệnh lúc đó. Sau 8 tháng thử sức và với vị trí trợ lý bách hóa xanh thì em nắm rất rõ công việc cũng như quy trình làm việc và trang bị cho mình các kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn cần có của một người quản lý. Nhận thấy bản thân mình là một người trách nhiệm, nhạy bén, làm việc có mục đích, có kế hoạch và xử lý công việc một cách đầy khéo léo. Vì vậy mà điều mà bản thân em vẫn còn đang hoàn thiện lên từng ngày đó chính là những kỹ năng chuyên môn mà bản thân em vẫn còn đang thiếu sót. Vì chính vì vậy mà em hoàn toàn có thể trở thành một người quản lý tốt. Với tinh thần máu lửa và nhiệt huyết của mình thì em có thể truyền lửa cho các bạn nhân viên, xây dựng tinh thần đoàn kết thành một khối siêu thị, đưa siêu thị cùng đi lên. Hơn thế nữa, em có thể trở thành một người quản lý trung thực, công bằng, đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân viên của mình, là cánh tay nối dài cho sự phát triển công ty của mình. Qua những điều em vừa chia sẻ, em hoàn toàn tự tin ước tuyển cho mình vị trí quản lý siêu thị. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.